Welcome to Phạm Đăng Khoa Realtors Channel. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các anh chị dự án The Spirit of Sài Gòn và nhà ga Bến Thành Suối Tiên, cái ga ngầm đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh mình, cái nhà ga bên dưới Bến Thành. Trước khi đi vào video clip, các anh chị hãy đăng ký subscribe bên dưới để theo dõi các video clip sau này của mình, vì video clip này rất là kỳ công đối với mình. Hy vọng các anh chị hỗ trợ mình subscribe bên dưới nha. Mình nói đùa thôi, nhưng mà nói đùa cũng là lời thật lòng á. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi vào bên trong của cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ bay từ khu vực quận 4 đi vào trong cái khu vực trung tâm quận nhất, qua cái tòa nhà The Spirit of Sài Gòn và cận cảnh cái chợ Bến Thành, cùng với cái tuyến ga ngầm Spirit of Sài Gòn có tên cũ là Đi Quan, tọa lạc tại khu đất vàng có bốn mặt tiền đường là Phạm Ngũ Lão, Canh Mét, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Xung quanh dự án là những địa danh nổi tiếng của thành phố như chợ Bến Thành, bảo tàng nghệ thuật, công viên 23 tháng 9. The Spirit of Sài Gòn có tổng diện tích là 8.600 m², diện tích sàn xây dựng khoảng 180.000 m², gồm hai tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế và được bố trí cách xa nhau. Khu khối đế bao gồm 3 tầng hầm để xe, khu trung tâm thương mại, trong đó có 2 tầng hầm và 7 tầng nổi. Tòa tháp phía Tây cao 55 tầng, bao gồm các tầng văn phòng cho thuê ở nửa dưới và khách sạn ở nửa trên. Tháp phía Đông cao 48 tầng, bao gồm các căn hộ với dịch vụ cung cấp bởi khu khách sạn thông qua kết nối phần đế và tầng ngầm. Dự kiến khi hoàn thành, dự án tòa tháp sẽ cung cấp hơn 31.800 m² sàn bán lẻ, cùng với 17.300 m² sàn văn phòng cho thuê, khoảng 250 phòng khách sạn và 350 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 90 m² cho tới 275 m². Các anh chị nào hiện đang quan tâm về các căn hộ ở đây có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979676655. Mình cũng xin giữ thông tin số điện thoại của anh chị trước thôi, hiện chưa có mở bán. Khi nào mở bán thì mình sẽ báo cho các anh chị liền qua số điện thoại mà các anh chị để lại. Số điện thoại của mình là 0979676655, mình sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram. Quay trở lại dự án tổ hợp văn phòng khách sạn Spirit of Sài Gòn do công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Glory làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu đô. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Uniprime là đơn vị phát triển dự án, dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Dự án tọa lạc tại khu tứ giác Bến Thành, ban đầu có tên gọi là The One, do tập đoàn Bisteco làm chủ đầu tư. Hiện dự án đã về tay công ty Sài Gòn Glory. Thế nhưng theo như tìm hiểu thì Sài Gòn Glory là công ty con 100% vốn của tập đoàn Bisteco. Cụ thể, tập đoàn Bisteco đã góp vốn với công ty Sài Gòn Glory theo hợp đồng ký ngày 25 tháng 7 năm 2018. Tài sản góp vốn được định giá là 7.000 tỷ, gồm giá trị quyền sử dụng đất 4.200 tỷ và tài sản của dự án giá trị phần công trình góp vốn là 2.800 tỷ tại khu tứ giác Bến Thành. Công ty Sài Gòn Glory được thành lập vào cuối tháng 6 năm 2018, doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ là 7.000 tỷ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Người đại diện pháp luật của công ty Sài Gòn Glory là ông Vũ Quang Bảo, tổng giám đốc Bisteco, và là em trai của ông Vũ Quang Hội, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bisteco. Tập đoàn Bisteco khởi nghiệp từ một công ty dệt nhỏ ở tỉnh Thái Bình vào những năm 1985. Năm 1997 thì công ty này mở rộng đầu tư sản xuất nước khoáng, đến năm 2000 thì tiếp tục đa dạng hóa ngành nghề bằng việc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Đến nay, tập đoàn bất động sản, thủy điện, đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư tài chính, đầu tư khai thác khoáng sản, dầu khí, v.v. Vào tháng 10 năm 2019 thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi 8.641 m² đất tại khu tứ giác Bến Thành, số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, giao cho Bisteco đầu tư có văn phòng, dịch vụ cao cấp, khách sạn với tên gọi là The One.
Dự án được khởi công từ năm 2012 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015, nhưng tiến độ xây dựng không được như kế hoạch ban đầu. Tháng 8 năm 2018, Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thủ tục cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu tứ giác Bến Thành sang cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Glory. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Glory có quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định. Thì ngày 14 tháng 10 năm 2019, Cotecons được chủ đầu tư giao đảm nhận vai trò là tổng thầu thi công 10 tầng khối đế. Theo đó thì Cotecons sẽ hoàn thành các hạng mục thi công và bàn giao cho chủ đầu tư trong vòng 10 tháng. Thì hầu như tất cả các dự án mà lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án cao ốc chọc trời thì đều có sự hiện diện của Cotecons. Tiếp theo là mình xin giới thiệu về cái nhà ga Metro Bến Thành Suối Tiên. Phía trước của chúng ta đó là cái nhà ga đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, của cái tuyến Bến Thành Suối Tiên, đó là cái ga Bến Thành nằm đặt tại công viên 23 tháng 9 và phía trước chợ Bến Thành. Thì theo như Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thì sau khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát thì đơn vị này đã lên kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của toàn dự án, đặc biệt là cái tại gói thầu của tuyến số 1 đoạn ga ngầm Bến Thành. Thì hàng trăm công nhân kỹ sư vẫn tất bật xuyên đêm đổ bê tông. Ga ngầm Bến Thành là nhà ga trung tâm gồm 4 tầng. Tầng B1 là khu vực sảnh chính, mua vé và văn phòng làm việc của nhà ga Bến Thành. Dự kiến kết hợp khu trung tâm thương mại ngầm ở trong tương lai. Tầng B2 là tầng ga vận chuyển hành khách. Tầng B3, B4 là tầng trung chuyển dành cho nhà ga của tuyến Metro số 2 và Metro số 4 trong tương lai. Ga ngầm Bến Thành hiện nay đã cơ bản đã hoàn thiện 100% việc đổ bê tông của sàn tầng B4, thực hiện 80% việc đổ bê tông sàn B3, 90% việc đổ bê tông sàn B2, thực hiện 60% việc đổ sàn bê tông B1. Đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành việc đổ bê tông của sàn tất cả các sàn trong năm 2020. Thì ga ngầm Bến Thành thuộc gói thầu CB1A, đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến nhà hát thành phố, bao gồm ga ngầm Bến Thành và đoạn hầm Metro dài 515m do liên doanh Sumitomo Mitsu Sienko 4 thực hiện. Nhà ga trung tâm Bến Thành là nhà ga chung cho 4 tuyến, tuyến số 1, số 2, số 3A và số 4. Khu trung tâm thương mại ngầm, địa điểm là quảng trường Quách Thị Trang. Dự án khu trung tâm thương mại ngầm tại nhà ga Bến Thành và dọc đường Lê Lợi, vị trí tại tầng ngầm B1 của nhà ga Bến Thành và đoạn ngầm dọc đường Lê Lợi là 500m, quy mô 45.000m², chi phí dự kiến là 6.865 tỷ. Bây giờ xin mời các anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi Flycam. Các anh chị nào thấy kênh Phạm Đăng Khoa Realtors hữu ích cho mình, xin vui lòng bấm nút đăng ký subscribe bên dưới để cập nhật các tiến độ hạ tầng giao thông khác khi mà mình có dịp up video clip lên. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.